quý vị và các bạn với mong muốn tạo nên một không gian giải trí bổ ích cho các khán giả nhí và giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống cho các bé thông qua các tiểu phẩm hài hước được các nghệ sĩ, diễn viên dàn dựng và thể hiện. Đó là những câu chuyện cổ tích, chuyện dân gian của Việt Nam và thế giới cũng như các tình huống giáo dục, kỹ năng và xử lý tình huống cho trẻ trên sóng truyền hình. Chương trình với tên gọi Thiên đường của bé do truyền hình thực tế HDTV Việt Nam sản xuất sẽ được phát trên YouTube HDTV Kids và truyền hình thực tế.vn hứa hẹn sẽ là một chương trình ấn tượng cho các khán giả nhí trong thời gian tới. Đây là buổi ghi hình số đầu tiên chương trình truyền hình thực tế Thiên đường của bé tại trường quay của truyền hình thực tế HDTV Việt Nam. Một không khí khẩn trương, nghiêm túc, trao đổi kịch bản, hóa trang, chuẩn bị đạo cụ được các nghệ sĩ và ảo thuật gia chuẩn bị công phu nhằm mang tới những sản phẩm truyền hình mới dành cho thiếu nhi trong mùa hè này. Ngay sau khi mà Minh Tít nhận được lời mời từ kênh truyền hình thực tế HDTV thì mời Minh Tít cùng là xây dựng nên với chương trình Thiên đường của bé, thì phải nói là Minh Tít cảm thấy rất là vui, rất là tự hào, bởi vì là trong thời gian tới đây các bé sẽ có thêm một cái chương trình nữa, một cái chương trình bổ ích và có thể nói là một cái món ăn tinh thần mang đầy tính giáo dục. Trong cái bối cảnh mà xã hội cũng như là thị trường bây giờ đang có rất nhiều những thứ văn hóa phẩm độc hại, nó ảnh hưởng đến cái tinh thần cũng như là có những hệ lụy về sau đối với các bé, thì cái thời điểm này kênh truyền hình thực tế HDTV và HDTV Kids đã rất kịp thời để tung ra một cái chương trình nói là rất là bổ ích, và Minh Tít hoàn toàn ủng hộ cả hai tay. Và như các bạn thấy thì chúng tôi vẫn đang trong quá trình ghi hình, và tất cả anh em không chỉ riêng Minh Tít rồi cả nghệ sĩ Quốc Dối rồi cả chị Thanh Hòa rồi tất cả những anh em trong Minh Tít, mọi người đều rất là hào hứng, rất là nhiệt tình để có thể mang cho các bé có những cái chương trình bổ ích sớm nhất vào dịp 1 tháng 6 này. Minh Tít hy vọng rằng chương trình Thiên đường của bé nói riêng cũng như là kênh truyền hình thực tế HDTV nói chung thì đây sẽ là cái cầu nối để giúp cho anh em nghệ sĩ chúng tôi có thêm một cái đất để chúng tôi thể hiện được cái khả năng của mình, những cái năng lực của mình bằng chính cái chuyên môn của mình để giúp cho các bé cũng như là cho mầm non tương lai của đất nước có được những kiến thức cũng như là có được những tư duy, những suy nghĩ nó tích cực hơn để giúp ích cho xã hội. Biết đâu sau này chính các khán giả nhí của chúng ta lại chính là những người mà tiếp nối chúng ta để làm ra những cái sản phẩm cũng tương tự như vậy nữa, thậm chí là sáng tạo hơn để giúp cho những thế hệ sau nữa càng ngày càng phát triển. Thanh Hòa đã có một thời gian dài, rất là dài, gắn bó với lại các em thiếu nhi. Thanh Hòa đã từng làm việc với lại kênh truyền hình đi, rồi là đã từng đi diễn rất nhiều những cái chương trình cho trẻ con này, dịp 1 tháng 6 này, rồi là dịp Trung thu này, thêm nữa là đi dạy cho các bé thiếu nhi ở các trung tâm này. Mình thấy khi mà được làm những cái chương trình cho trẻ con này, mình cảm thấy vui vẻ, cảm thấy trẻ ra, mà tự nhiên con người mình nó cảm giác nó thăng hoa lên, rất là thích thú. Đến với cái chương trình này thì Thanh Hòa cảm thấy đây là một cái chương trình hết sức là mới lạ. Nó có một cái cách thể hiện khá là độc đáo, vừa có cái sự kết hợp giữa trong trường quay rồi lại cả ngoài trời nữa, và có sự kết hợp của nhiều những cái bộ môn nghệ thuật nên là nó có sự đa dạng. Và đây là một cái chương trình mà Hòa đánh giá là nó rất là bổ ích và lý thú với trẻ con. Thì hy vọng là với cái công sức và tâm huyết cả ekip thì sẽ mang đến những cái sản phẩm có chất lượng tốt cho các bé vào mùa hè này. Tôi xin cảm ơn chương trình HDTV Kids cho tôi có cơ hội được tham gia cái chương trình này. Tôi biết là cái chương trình này là một cái chương trình sản xuất, một chương trình dành cho các cháu thiếu nhi. Thông qua cái chương trình HDTV Kids này, tôi cũng mong muốn rằng các bạn trẻ sẽ được tiếp nhận một cái nguồn kênh, tức là xem rất là sạch. Sạch ở đây có nghĩa là cũng không bị lồng ghép những cái chương trình bạo lực ở trong các kênh để trả lại cái tuổi thơ trong sáng cho các cháu. Ôi,
Với hình tượng nhân vật anh dối do nghệ sĩ ưu tú Trần Quý Quốc, nghệ danh Quốc Dối đảm nhiệm, Thiên Đường của Bé giúp khán giả nhí sẽ được theo dõi những câu chuyện truyền thuyết, cổ tích, chuyện dân gian lịch sử của Việt Nam và thế giới đầy thú vị và bổ ích. Mỗi câu chuyện sẽ được các diễn viên, nghệ sĩ kết hợp với các loại hình nghệ thuật của Việt Nam dưới lăng kính hài hước. Nhờ đó, câu chuyện sẽ nhanh chóng thu hút sự chú ý và mang những thông điệp nhân văn sâu sắc, dễ dàng đi vào tâm trí của trẻ. Để có một cái chương trình Thiên Đường của Bé phát trên HDTV Kids, thì bản thân tôi là một nghệ sĩ múa rối. Đã có kinh nghiệm mà gọi là 20 năm làm nghề rồi. Và trẻ con đối với tôi thì nó một sự rất gần gũi, và tôi hiểu con trẻ cần gì, thích gì. Con trẻ thích rất đơn giản, thích cái gì rất nhẹ nhàng, nhưng phải màu sắc, phải thay đổi liên tục. Qua câu chuyện của chúng tôi kể này, chúng tôi mời các loại hình nghệ thuật vào để các con nhỏ cũng thấy rằng ở Việt Nam chúng ta có những loại hình nghệ thuật như này. Có thể có các em ở cái vùng xa cũng chưa được xem các loại hình nghệ thuật này bao giờ. Ví dụ múa rối chẳng hạn, có những bạn nhỏ chưa được xem bao giờ, hoặc là ảo thuật chưa được xem bao giờ, thì qua đây các con nhỏ chỉ cần một cái chú cái cú kích chuột ở trên YouTube vào HDTV Kids thì các em có thể xem được hóa ra múa rối thế này hóa ra là ảo thuật thế kia hoặc là tung hứng chú hề là như nào, thì các em nhỏ sẽ được tiếp cận và thấy rằng cái giá trị về mặt nghệ thuật truyền thống của chúng ta là rất là đặc sắc và rất phong phú để các con nhỏ có thể biết được. Và có một cái hôm ấy thì tôi tình cờ gặp lại nhà báo Nguyễn Mạnh Hà, là một người anh của tôi, đã quen anh rất là lâu rồi, nhưng mà cái sự tình cờ gọi cho em cuộc điện thoại để anh em hẹn nói chuyện thôi, và nảy ra một ý tưởng như tôi đã chia sẻ lúc đầu ấy, thì anh Hà cũng là một nhà báo và cũng là người làm nghệ thuật cũng lâu năm rồi, nên anh rất để ý đến cái vấn đề mà giáo dục cho trẻ em. Bản thân con anh cũng vậy thôi, là có những cái ý tưởng trùng với tôi, và khi hai người đã có một chung một cái ý tưởng thì anh em nói chuyện nhau rất là hợp. Thế và nhà báo Nguyễn Mạnh Hà, tổng giám đốc của truyền hình thực tế HDTV Việt Nam, thì trao đổi với tôi rất là nhanh, và bởi vì hai anh em hợp với nhau cùng chung một cái chí hướng, chung một mục tiêu, đó là làm cho tất cả các cháu thiếu nhi, các em thiếu nhi là con em của chúng ta có một cái sản phẩm gọi là sạch sẽ để con xem, đó là những câu chuyện cổ tích. Chính vậy là hai anh em bắt tay vào việc rất là nhanh, và hoàn toàn là nhà báo Nguyễn Mạnh Hà đã hỗ trợ tôi và để toàn quyền cho tôi quyết trong vấn đề tổ chức sản xuất thế nào, diễn viên gọi những ai, làm sao kịch bản như nào. Còn như tôi hoàn toàn quyết và chỉ thông qua anh, và anh Hà cũng trùng cái ý tưởng của tôi, cũng tạo điều kiện cho tôi một cách hết là sức để hai anh em cùng chung mục tiêu nói để sản xuất cái chương trình gọi là chương trình HDTV Kids về phát trên YouTube để dành riêng cho các em nhỏ, các cháu thiếu nhi. Thiên Đường của Bé là một chương trình truyền hình thực tế để các khán giả nhí và phụ huynh cùng con khám phá những câu chuyện cổ tích, chuyện dân gian, giáo dục tư duy, đạo đức và rèn luyện kỹ năng sống cho các khán giả nhí là mục tiêu hàng đầu của chương trình. Thiên Đường của Bé mang thông điệp của một chương trình truyền hình thực tế chất lượng cao, an toàn, lành mạnh, hỗ trợ cho phụ huynh, giáo viên đồng hành cùng sự phát triển của thế hệ trẻ Việt Nam, hướng tới nghệ thuật chân, thiện, mỹ cho trẻ nhỏ. Với nội dung cô đọng, ngắn gọn, Thiên Đường của Bé thích hợp dành cho giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học sử dụng làm tư liệu dạy học trong quá trình giảng dạy liên quan. Chương trình Thiên Đường của Bé thì đã được ekip HDTV Việt Nam lên ý tưởng và cũng như là nung nấu từ rất là lâu rồi. Và trong mùa hè này thì chúng tôi quyết định ra mắt chương trình Thiên Đường của Bé. Đây là một chương trình rất là mới, bởi vì mong muốn của những người làm chương trình truyền hình thực tế thì luôn mong muốn là mang tới những cái sản phẩm chương trình cho thiếu nhi và nó bổ ích. Cũng như là với cái tiêu chí của chương trình đó là giải trí, giáo dục và rèn luyện kỹ năng. Và đây cũng hứa hẹn sẽ là một cái chương trình thu hút được rất là nhiều những cái lượng quan tâm của các bậc phụ huynh cũng như là các em nhỏ thiếu nhi, đặc biệt hơn nữa là các giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học có thể sử dụng các clip hài và cũng như là các câu chuyện cổ tích của chúng tôi để có thể sử dụng trong tư liệu giảng dạy của mình. Phải nói là bây giờ cái công nghệ 4.0 thì nó đang rất là phát triển, và hầu như là tất cả các gia đình thì với những cái thiết bị di động hoặc là iPad hay là YouTube, bởi vì thậm chí bây giờ là ở những cái vùng quê thì người ta xem TV thì người ta cũng xem qua YouTube, qua kết nối Internet. Và tôi thấy được là các cháu nhỏ bây giờ có thể học hỏi rất là nhiều những cái điều bổ ích qua truyền hình Internet.
Và chính vì thế mà chúng tôi mong muốn là chương trình Thiên đường của bé không chỉ là một chương trình giải trí đơn thuần, mà nó sẽ là một chương trình giáo dục cho trẻ nhỏ qua sóng truyền hình. Cho nên là chúng tôi muốn là để cho thế hệ trẻ thiếu nhi của Việt Nam có thể được xem và khơi lại cái tinh thần yêu nước, cũng như là hướng về các loại hình nghệ thuật của dân tộc để tự tôn lên những cái bản sắc văn hóa của Việt Nam. Cuộc sống ngày càng phát triển, chúng ta đều nhận thấy rằng các phương tiện thông tin truyền thông qua Internet đều tham gia tích cực vào việc hình thành nhân cách, phát triển trí tuệ, hình thành bộ giá trị tinh thần cho mỗi trẻ nhỏ. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, những người làm chương trình truyền hình thực tế HDTV Việt Nam đã sản xuất chương trình truyền hình Thiên đường của bé và hy vọng sẽ trở thành một không gian giải trí bổ ích cho khán giả nhí trong thời gian tới.